Xin chào tất cả các em. Thì bữa nay là buổi học thứ năm của cái môn tập hợp logic nha. Tư duy logic thứ năm. Thì bữa nay mình sẽ sửa cái đề này. Thì các em cũng thấy cái màn hình của thầy rồi đúng không ạ? Thấy màn hình máy tính của thầy rồi đúng không? Các em có nghe cái tiếng nói của thầy không? Dạ nghe. Dạ nghe. Rồi, có thấy cái màn hình của thầy không? Thấy màn hình nào? Có thấy màn hình của thầy không em? Có thấy chưa? Thấy hả? Thấy thì Thầy cảm ơn. Thì cái đề này có 15 câu đúng không? Thì mỗi một nhóm câu là nó có những cái thông tin ha. Đây có 3 nhóm thông tin. Nhóm 1 thì nó có 4 câu. Nhóm 2 cũng có 4 câu. Nhóm 3 thì nó 7 câu. Thì bây giờ chúng ta đọc cái nhóm 1 và cái thông tin của nhóm 1 nè. 5 nhân viên MNBQK cần đến trực cơ quan trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu không? Thì M đi trực 3 ngày. N đi trực NB thì trực 2 ngày. Rồi QK thì đi trực 1 ngày thôi. Thì mình lưu ý là từ thứ hai đến thứ sáu không? Từ thứ hai đến thứ sáu là nó có 5 ngày. 5 ngày mà chỉ có ngày thứ tư là chỉ có mời trực thôi. Còn các ngày khác thì phải cần 2 người. Như vậy thì còn 4 ngày mà mỗi ngày cần 2 người phải không? Đấy. Và ở đây nó nói là M trực vào thứ tư nè. Còn các ngày còn lại thì có đúng 2 người trực nè. Và K dứt khoát phải trực vào thứ sáu. MN thì không trực cùng nhau. Không? Đấy thì bây giờ câu hỏi thứ nhất là cái gì? Ai sẽ đi trực vào thứ hai? Rồi chúng ta trả lời sao? Ai sẽ là người đi trực vào thứ hai đây? Rồi để thầy coi coi các bạn trả lời sao nha. Bạn chọn Chí Bảo, bạn chọn đáp án D. Tức là M và Q. Rồi bây giờ bạn trả lời M và Q thì mình sẽ phân tích coi tại sao nha. Đấy. Thì mình sẽ loại cái phương án A, tức là chỉ có M trực vào ngày thứ hai là sai, tại vì cái đề cho là chỉ có thứ tư mà mới trực một mình thôi, còn mấy cái ngày khác thì phải trực hai mình phải không? Hai người. Vậy thì cái này mình loại nè. Đó. Còn K và Q. Q và K phải trực vào thứ hai thì cái này cũng loại luôn, tại vì thằng K này bắt buộc phải trực từ thứ sáu rồi đúng không? Đấy, loại B luôn. Còn MN thì không thể nào trực cùng nhau được, cho nên mình loại cái thằng C luôn. Vậy thì còn D, đúng rồi, bạn Chí Bảo chọn đúng rồi đó. Đấy, chính xác ha. Thế còn câu 2 là nếu M đi trực vào thứ ba, thứ tư, thứ năm thì lựa chọn đáp án đúng trong các phương án sau. Đây. Vậy thì câu 2 này mình chọn đáp án nào không? Bạn Chí Bảo chọn đáp án nào em? Có đáp án không ạ? Ở đây thì chọn đáp án B nè, các em biết tại sao B không? Đây, thì bây giờ mình loại trừ thôi. Nếu mà N đi trực thứ ba thì nó sẽ có trừ một buổi, có một ngày là N trực chung với M phải không? Cho nên mình sẽ loại phương án A nè. Được chưa? Còn cái phương án B thì sao ạ? Tại vì M đi trực vào thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho nên còn 2 ngày thứ hai và thứ sáu, vậy thì N chỉ có thể trực vào thứ hai và thứ sáu, tại N trực hai hai ngày mà, phải không?
vậy thì cái nào trực đi đi vào thứ thứ sáu là bắt buộc rồi, không vậy thì đáp án này chắc chắn là đáp án đúng rồi. Đấy. Còn B thì có thể trực vào thứ ba được không, B vẫn được ha, nhưng mà nó chưa đáp đúng, tại vì thằng B này có thể nó trực vào ngày khác, không đấy, nó có thể trực vào thứ năm cũng được hoặc là thứ hai cũng được, không đấy, cho nên là cái chắc đúng nhất là B này. Đấy. Rồi câu 3. Một bạn mới vô rồi. Rồi câu 3, nếu nào đi trực vào các ngày thứ hai, thứ ba thì điều nào sau đây phải đúng? Điều nào sau đây phải đúng? Rồi câu 3 chúng ta chọn bán nào? Này có đáp án chưa? Rồi câu 3 chúng ta chọn bán nào? À, chưa có. Thì câu 3 thì chọn đáp án D. Tại vì N đi trực vào thứ hai, thứ ba thì bắt buộc là M phải là thứ tư, thứ năm, thứ sáu, không? Tại vì M với N không trực cùng nhau mà. Không? Cho nên là bắt buộc M phải đi trực vào thứ năm và thứ sáu, nhưng mà ở đây nó không có để M trực thứ sáu. Không? Bắt buộc phải đúng, bắt buộc là M phải đi trực thứ năm rồi. Thấy không? Còn cái thằng B thì nó có thể trực bữa nào cũng được. Rồi, giờ, tại B trực 2 ngày mà. Rồi. Các em hiểu chưa? Tại vì cái N đi trực vào thứ hai nè, thứ ba nè, mà N với M không trực cùng nhau, cho nên M nó phải trực cái ngày khác với cái ngày của thằng N. À, có nghĩa là nó còn thứ tư là thứ năm, thứ sáu. À. Rồi câu 4. Cặp nhân viên nào dưới đây không thể nào trực cùng một ngày? Rồi câu này hơi khó ha, câu này hơi khó. Rồi chúng ta chọn được đáp án nào? Rồi. Để làm cái này thì em có thể sắp xếp như thế này nè. Cái này là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thì thứ tư này là chỉ có riêng em mờ trực thôi. Không? Còn thứ năm này thì nó có 2 người nè, thứ sáu là phải có một người tên là K rồi. Không? Thứ năm lúc nào cũng có 2 người và thứ ba cũng có 2 người phải không? Thứ hai thứ ba cũng có 2 người. Ở đây nó nói là bây giờ mình giả sử, không ví dụ như NB có thể trực cùng một ngày được không, NB có thể trực cùng một ngày được không, thì lúc nãy nó nói là ví dụ như M mà trực thứ ba nè, thứ thứ tư, thứ năm, ví dụ như M đi, M cho nó trực 3 ngày này đi, thì N nó phải ở đây với đây đúng không? Đúng không? Vậy thì mình thấy là ở đây mình có thể thêm như là B nằm đây được nè, đúng không? Q nằm đây được nè, còn B nằm đây nè. Vậy thì N B có thể trực cùng nhau được, đúng không? Đấy, cho nên là mình có thể loại trừ phương án này. Rồi tương tự như vậy thì M với B vẫn có thể trực cùng nhau được ha các em. Đấy, thì đây là một cái phương án mà sắp xếp trực mà nó thỏa mãn cái điều kiện này. Thỏa mãn 3 điều kiện này, đúng không? Đấy. K trực thứ sáu, MN không trực cùng nhau. Đó. Vậy thì rõ ràng M với B cũng có thể trực cùng nhau. Và BK cũng có thể trực cùng nhau không? Ví dụ như thầy thì B BK có thể trực cùng nhau. Ví dụ như N
Mình có một cái phương án khác nữa là gì? Một cái phương án khác nữa là như thế này em. Là chỗ này là N đi. Không. Lúc nãy là cái phương án ở chỗ cái câu câu 3 đó. Câu 3 đó. Ở câu 3 là N có thể trực vào thứ hai, thứ ba đúng không? Thứ hai, thứ ba thì M là trực thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu M nè. Đấy. Rồi thằng B thì mình có thể cho nó trực vào vào các ngày thôi. Đấy. Thì bây giờ thằng Q mình cho ở đây, thằng B ở đây. Đấy. Vậy thì M B B K B M B K có thể trực cùng nhau được không? Đây là một phương án nhưng mà ở đây BK vẫn không trực cùng nhau được phải không? Chẳng hạn như mình ship B ở đây thử coi được không nào? Rồi, các em coi giùm thầy coi BK có thể trực cùng nhau được không? Đây là một phương án này. Bây giờ mình xếp một phương án khác này. Phương án khác tức là ở đây không cho N. BK ví dụ như là mình ship BK trực cùng nhau vào ngày thứ sáu rồi nó xảy ra điều kiện gì nha? Ví dụ như B B B ở đây K là thì thứ sáu rồi đúng không? Bây giờ mình ship B ở đây thì thứ sáu nữa. Đấy, vậy thì thứ sáu đủ hai người. Vậy thì còn 5 buổi. Còn 5 buổi. À, xin lỗi còn 3 buổi thôi chứ, còn 3 ngày. Tại vì M là ngay thứ tư rồi nè. M ngay thứ tư rồi. Rồi về KB, nếu mà KB vào ngay cái thứ thứ sáu trực cùng nhau đó thì B chỉ có thể trực vào thứ sáu thôi. Rồi vậy thì em coi coi M có thể là ngày nào được. Vậy thì còn còn M nó còn phải một ngày thứ hai, thứ ba nữa đúng không? Vậy thì nếu M là thứ ba, nếu M ngay thứ ba này đấy, vậy thì N nằm đâu? Tại N còn thêm một ngày nữa đúng không? Đấy mà N và thứ hai rồi, vậy thì N còn một ngày nữa, vậy thì nó bắt buộc phải trùng với M, cho nên là BK nó không thể nào cùng nhau được, phải không? Nên mình chọn cái nếu mà BK mà giả sử BK trùng nhau nè, nhưng mà thằng K là bắt buộc trực từ thứ sáu rồi, vậy thì thằng B nó cũng thứ sáu luôn. Như vậy thì là M nó sẽ còn lại là trừ thứ tư ra thì M nó còn lại là thứ thứ ba, thứ hai, thứ năm, thì trong đó M nó phải chiếm hai 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 ngày, N cũng chiếm hai ngày nữa thì nó sẽ đụng, nó sẽ trực M với N nó phải 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 trực cùng nhau một ít nhất ngày đấy, cho nên là cái điều này không thể xảy ra được, cho nên mình đây mình chọn đó, phương án C, đó là câu câu 4. Thì các em theo kịp chưa? À, để thầy coi là cái đáp án là đúng không? Câu 10. Rồi, vậy thì chỗ này là mình chọn đáp án C nha các em. Có thắc mắc gì không ạ? Chỗ chỗ câu 4 này nè. Mình thấy cái thông tin thứ hai của mình nè là K trực vào thứ sáu. Nếu như BK có thể đi đi trực cùng một ngày thứ sáu thì B nằm đây đúng không? Vậy thì còn đúng hai ngày mà mình phải bố trí M trong trong 3 ngày trống còn lại là 2 3 5 nè, 2 3 5 nè. Đó. Vậy thì N mình cũng bố trí 2 trong 3 ngày đó. Vậy thì chắc chắn là N nó sẽ trực cùng ngày với M một ngày nào đó. Đấy, cho nên là nó sẽ vi phạm cái điều kiện thứ ba này. Cho nên là rõ ràng là B và K không thể cùng ngày được.
Thì em phân tích tỉ thì em thấy cái B với thằng Q này cũng có thể cực, cũng có thể trực cùng ngày được không ạ? Cũng không được luôn phải không? M với B được, à, N với B được, nhưng mà B với Q hoặc là B với K không được. Có phải không em? Là phương án D hình như nó cũng đúng không? Tức là không, B với Q không thể nào trực cùng chung một ngày được nữa. Tại vì nếu mà B với Q trực cùng chung một ngày thì nó sẽ chiếm hết mất một ngày trong đây. Đấy, như vậy thì còn lại là 3 ngày trống thì bắt buộc là M với N chắc chắn nó phải có ngày chung. Vậy là cũng vô lý ha. Cho nên cái đề này nó sai chỗ này. Chắc có thể là nó soạn nó không để ý chỗ này. Thì chúng ta có thể xem lại. Rồi, bây giờ mình tới cái nhóm câu hỏi thứ hai. Nhóm câu hỏi thứ hai. Thì dựa vào thông tin dưới đây để trả lời câu hỏi từ 5 đến 8. Thì trong cuộc chạy thi 100 m, năm bạn An Bình Chí Dũng Hưng được trao các giải thưởng từ cao nhất, tức là từ giải giải nhất đến giải năm á. Vậy nhất cái năm bây giờ nếu mà mình vẽ cái trục số như thế này, mình đánh dấu từ 1 đến 5. À, thì cái chỗ này là giải cao nhất nè. Là cái số nó thấp nhất là giải cao nhất nha. Em lưu ý như thế, cái này là số thứ tự của giải, cao nhất là thấp nhất ha. Cái số nhỏ nhất là giải cao nhất. Mình lưu ý như thế. Rồi. Ở đây là Bình hoặc Dũng đạt giải nhì ha, Bình Dũng hoặc giải nhì, An phải về trước Hưng và Chi không đạt giải ba. Đấy, thì bây giờ mình phân tích thử coi, cái này là Chi không đạt giải ba ha. Rồi bây giờ mình coi coi cái nào câu năm là danh sách nào dưới đây có thể là thứ tự của các bạn đạt từ giải nhất đến giải năm. Rồi, câu năm này ai trả lời được? Có bạn nào có đáp án không? Phương án A được không em? À, đây thầy hỏi các bạn coi. Bạn Lê Công Lập có trả lời với thầy được không? Ở đây là bạn Chí Bảo chọn phương án A nè. Bạn Như Ý chọn năm C. Chí Bảo A. Bây giờ nếu A, bây giờ mình phân tích A coi nó bị mắc chỗ nào nha. Dũng đạt giải nhì nè, đúng rồi nè ha. An trước Hưng, An về đích trước Hưng có nghĩa là An đạt giải cao hơn Hưng. Nhưng mà chỗ này là A là Hưng đạt giải 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 cao hơn An là sai nè. Cái này sai nè. À, sai chỗ này nè. Hưng đạt giải cao. Giải cao về về trước thì nó giải cao hơn đúng không? Này vậy thì cái này có nghĩa là Hưng về trước An rồi, vậy sai. Đấy. Còn câu B là sao em? Câu B là Dũng Dũng với Bình không có ai đạt giải nhì hết cho nên loại luôn nè, câu B loại luôn nè. Còn câu C là rõ ràng là Dũng giải nhì nè, nó thỏa điều kiện thứ nhất nè, thấy không? An về trước Hưng đúng luôn nè, và Chi không đạt giải ba, cái này là Chi và đạt giải tư, Chí Chí chứ không phải Chi cái này, thành máy thiếu dấu á, Chí Chí không đạt giải ba. Đấy, thì chỗ này mình chọn phương án C nha các em. Phương C. Đấy, phương án C là nó thỏa mấy cái điều kiện này nè. Còn phương án D thì hiển nhiên là nó vi phạm cái chỗ là Hưng Hưng về đích trước An này. Rồi câu 6. Câu 6 chúng ta chọn phương án nào đây? Nếu Dũng đạt giải nhất thì An đạt giải mấy? Nếu Dũng đạt giải nhất thì An giải mấy? Để thầy coi coi. Câu 6D. An đạt giải nhì. 6D. 6D không được em, tại vì Dũng Dũng hoặc là Bình phải giải nhì. Dũng Bình phải có hai hai bạn đó phải có một bạn giải nhì. Nhưng mà nếu mà Dũng đạt giải nhất rồi vậy thì phải Bình phải giải nhì mới được, vậy thì An không thể giải nhì được phải không?
Vậy là không không phải phương án D nha các em. Không phải phương án D. Rồi, vậy thì còn phương án A, B, C chọn cái nào? Bạn Chí Bảo 6B. Bạn Phương Nghi chọn 6C ha. 6C, BC. BC chọn nào nha. Rồi bây giờ mình thử sắp xếp nè. Thì nó nói bạn Dũng là dễ nhất rồi phải không? Dũng nè. Dũng dễ nhất nè. Vì theo cái điều kiện thứ nhất là Bình nó phải nhì. Bình với nhì. Nhưng mà Chí không đạt giải ba. Như vậy thằng Chí á, thì nó có thể là tư hoặc là năm. Như thằng Chí nó nằm ở đây. Thằng Chí nó có thể nằm thứ tư thứ năm, nhưng mà thằng thằng An nó phải là trước Hưng đúng không? Tức là giải nó cao hơn Hưng. Vậy thì An nó chỗ này nè. Hưng ở đây nè. Đấy. Còn nếu thằng Chí là nó nằm ở thiền Hưng nó thứ tư. Đấy không? Thằng Chí không thể gì giải ba được. Đúng không? Tại vì Chí không đạt giải ba mà. Vậy thì giải ba chỉ có An. Đấy không? Tại vì nếu mà An mà giải năm thì rõ ràng An không thể trước Hưng được. Đấy không? Đấy. Cho nên là An là phát bầu quả giải ba câu C đúng không? Ha, câu C. À, nó có bạn chọn C đó. Trương Thế Bảo cũng chọn C, Phương Nghi cũng chọn C nè. Đấy. À, các em làm tốt đó. Đấy, rồi bây giờ mình coi câu 7 nha. Câu 7 là nó nói gì? À, nếu An đạt giải tư thì phát biểu nào sau đây có thể sai? An đạt giải tư. Đấy không? Tại vì An là phải trước Hưng đúng không? An là phải trước Hưng. Đấy, nhưng An giải tư thì Hưng nó phải giải năm. Đấy, Hưng phải giải năm, vậy thì còn cái giải ba nè, giải nhì nè, giải nhất nè. Đấy. Bây giờ mình coi cái phát biểu nào có thể sai nha. Chí không không đạt giải năm. Thì thằng Chí nó không thể nào đạt giải ba rồi đúng không? Vậy thì cái này không phải Chí. Thì thằng Hưng là giải năm rồi, cho nên thằng Chí không đạt giải năm là cái phương án này đúng. Tại vì nó hỏi cái phát biểu nào sai mà, như phát biểu này đúng nè, Chí không đạt giải năm. Tại Hưng nó đạt giải năm rồi, đúng không? Đấy, còn câu B thì sao? Bình không đạt giải ba. Bình không đạt giải ba. Đấy, thì bây giờ đó là cái thằng này còn Bình Dũng với thằng Chí đúng không? Ba ba chỗ này còn Bình Dũng Chí. Vậy thì nó có khả năng là Chí nó đạt giải nhất. Đúng không? Chí nó đạt giải nhất. Thiện Chí không có thể nào đạt giải nhì được nha. Chí nó có đạt giải nhì được không? Chỗ này Chí đạt giải nhì được không? Trong con ba giải nhất nhì ba nè. Tại giải nhì đó là bắt buộc phải có bạn Dũng, phải dành cho bạn Dũng hoặc là do dành cho bạn Bình giải nhì đó, cho nên Chí không thể nào giải nhì được. Và Chí nó cũng không thể giải ba nữa, theo điều kiện thứ ba Chí không đạt giải ba được. Cho nên bắt buộc Chí nó phải giải nhất. Thấy không? Chí giải nhất. Mà Chí giải nhất thì ở chỗ này mình sẽ có Bình với Dũng. Bình Dũng hoặc là Dũng Bình, thấy không? Đấy, vậy thì nó bắt buộc thằng Chí nó phải là giải nhất. Bình Dũng thì nhì ba hoặc là ba ba với giải nhì. Đó, bây giờ mình phân tích thì cái phương án này đúng nè. Thì Bình không đạt giải ba, phương án này sai. Bình có thể đạt giải ba mà, đúng không? Đấy. Cái này là Chí không đạt giải nhì là cái này phương án này đúng luôn nè. Đấy. Dũng không đạt giải năm cũng đúng luôn, vậy thì mình dùng phương pháp loại trừ là ba phương án A, C, D đúng hết, vậy thì phương án B sai. Thì rõ ràng Bình nó có thể đạt giải 3 và Dũng cũng có thể đạt giải 3 đúng không? Đấy, nếu An đạt giải 4 thì An đây nè, mà An trước Hưng thì bắt buộc là Hưng nằm đây. Đấy. Đấy thì mình loại trừ ra đó, từ từ đúng không? Đấy. Rồi câu 8 thì các em chọn đáp án nào? Câu 8 là chọn đáp án nào? Ai làm được? À, nó này nó nói Bình tốt hơn Chí đúng hai bậc. Bình đạt tốt hơn Chí đúng hai bậc, ví dụ như Bình giải nhất đi. Bình là giải nhất. Bình nè. Vậy thì đúng hai bậc là mấy? Đúng một bậc là đây phải không? Là hai nè. Nhưng mà đúng hai bậc là Chí là ba đây, vậy thì nếu mà Bình giải nhất thì Chí nó phải là giải ba, vậy là trường hợp này không được rồi. Thấy không? Vậy thì mình xét cái trường hợp thứ tiếp theo đó là Bình nó đạt giải nhì. Đấy không? Bình Bình nó giải nhì. Bình giải nhì. Đấy.
mình dễ nhì thì chí nó sẽ dễ tư, chí nó dễ tư không? Vì rõ ràng là chí có thật đề thì có thể đạt giải tư hết, em chí có đạt thể 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 đạt giải tư thì mình thấy đây đây có ba phương án là chí có thể đạt giải tư. Nó nói là nếu bình giải tốt hơn chí hay đúng hai bậc thì phát biểu nào dưới đây đầy đủ và chính xác danh sách các bạn có thể đạt giải tư. Thì mình thấy trước mắt là bạn chí có thể đạt giải tư rồi mà phương án B không có bằng chí, cho nên loại phương án B đi. À, đấy thì bây giờ mình tiếp tục xem coi còn bạn nào có thể đạt giải 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 tư được nữa nè. Đấy, thì cái trường hợp này là bình nó giải hai đúng không, bình giải hai. Cái trường hợp tiếp theo là bình giải ba. À, nếu mà mình xét cái trường hợp tiếp theo là bình giải ba ha, bình giải ba thì cái giải nhì này là phải ai em, phải là Dũng phải không? Tại vì bình bình với Dũng là phải có người đạt giải nhì, nhưng mà nếu mà mình cho bình giải ba rồi, à, bình giải ba rồi đấy thì Dũng phải giải hai đó. Thì bây giờ còn cái giải tư nè, giải năm nè, giải tư năm không? Nhưng mà chí thì nó sao, chí thì nó sao bình hai bậc, vậy thì chí nó giải năm, vậy thì ở đây nó còn là gì, còn hai hai vị trí là nhất với vị trí thứ tư, nhưng mà thằng An nó phải về trước Hưng cho nên An nó phải giải cao hơn Hưng, vậy thì An ở đây Hưng ở đây không? Thì rõ ràng phải không? Đấy, thì rõ ràng Hưng có thể là giải gì, giải tư, Hưng có thể đạt giải tư không, Hưng có thể đạt giải tư được. Đấy thì ở đây mình thấy có Chí với Hưng rồi nè. Đấy, còn An thì sao? À, An có thể đạt giải tư không? Nó nói là bình lúc nãy là mình phân tích là bạn bình này á tốt hơn chí hai bậc, tốt hơn chí hai bậc không? Thì mình xét cái trường hợp là bình giải nhất không được rồi nè, bình giải hai thì được, bình giải hai thì chí nó giải tư, còn bình giải ba thì chí nó giải năm nhưng mà Hưng này giải tư, thấy không? Rồi còn trường hợp nào nữa không ạ? Cái bình giải năm thì không được phải không, bình 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 giải tư thì không có giải sáu cho nên thằng chí không được. Chỉ có hai trường hợp này thôi các em, đúng không? Có hai trường hợp này thôi, cho nên ở đây là mình sẽ chọn phương án C, chỉ có Chí với Hưng có thể đạt giải tư, đúng không? Có bạn nào có suy nghĩ khác không? Các bạn nào có suy nghĩ khác không? À, bạn Trương Trương Thế Bảo, Thế Bảo là bạn chọn 8C, 8C đúng theo cái cách thầy chọn không? Thì theo cái giả thiết là bình đạt giải tốt hơn chí đúng hai bậc thì mình phân tích ra thì có thể bình giải nhất, chí giải ba thì không được rồi, vậy thì bình giải nhì, chí giải tư, rồi bình giải ba, chí giải năm. Thì trong trường hợp bình giải nhì thì chí nó bắt buộc là có thể là giải tư rồi, chí với giải tư rồi. Còn trường hợp mà bình mà giải ba đó thì bắt buộc Hưng nó phải 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 giải tư. Đấy là câu 8 ha. Rồi có bạn nào có đáp án khác không ạ? Rồi bây giờ mình xem tiếp ha. Xem tiếp. Cái đề này là của cái nó tuyển vô đầu vào của ngành quản lý hành chính công của Đại học Fulbright. Năm đó thầy có ôn cho chị đi đăng ký vô đây. Thì cái câu này nó có câu dẫn như thế này kìa. Có 7 bản nhạc H I J K M O B. Em nhớ thứ tự là H I J K M O B. À, phải xuất hiện trên cùng một đĩa hát có hai mặt. À, mỗi mặt đĩa thì việc chọn bất kỳ hai bản nhạc, xin lỗi, chọn bất kỳ bản nhạc nào bố trí theo theo bất kỳ thứ tự nào cũng sẽ chấp nhận miễn là thỏa mãn những cái điều kiện sau đây.
mình thấy ở đây có 1 2 3 4 5 6 7 7 điều kiện nha. 7 điều kiện thì điều kiện thứ nhất là cái bản nhạc B này đó nó phải là bản nhạc đầu tiên hoặc cuối cùng trên cùng một trên trên cuối cùng trên một mặt đĩa. Ví dụ như B là nó nằm ở mặt 1. Thấy không? B nằm mặt 1 thì nó phải là ở vị trí cuối cùng hoặc là đầu của vị trí đầu của mặt 1. Đấy, hiện giờ. H thì phải đặt cùng với M và phải ngay cạnh M luôn nha. Đấy, bản nhạc H là phải đặt cùng với M. Ví dụ như M mặt 1 thì phải H cũng phải mặt 1 và H phải kế ngay M. Đó. Y với K thì không thể cùng mặt. Y với K là không thể nào cùng mặt được. Rồi O có thể ha, cái này đây đều dùng chữ có thể cùng với cùng mặt với H nhưng không ngay cạnh H. Thấy không? Tức là cho ví dụ như mặt 1 thì mình có thể ship bản O với bản H vô nhưng mà O với H không thể nào cùng nhau được. Đó. Và cái điều kiện thứ năm là không thể bắt đầu một mặt với K. À, không thể bắt đầu mặt 1 với K, tức là mặt mặt 1 có thể chứa K nhưng mà K không thể nào ở vị trí đầu tiên được. Đấy. Còn mỗi mặt thì phải có ít nhất hai bản nhạc. Ví dụ như mình có thể ship mặt 1 2 bản rồi mặt 2 5 bản cũng được, thấy không? Hoặc là mặt 1 3 3 bản, mặt 2 4 rồi mặt 1 4 mặt 2 3 rồi mặt 1 có thể là 5 mặt 2 là 2. Đấy. Thì nó xảy ra mấy trường hợp đó. Rồi mỗi mặt phải có ít nhất hai bản nè và mỗi bản chỉ xuất hiện một lần trên đĩa hát thôi. Rồi. Rồi vậy thì câu chính chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Nếu mặt 2 bắt đầu với K thì bản nào nhất định phải ở mặt 1? Rồi bản nào chọn? Chúng ta chọn đáp án nào? Phương án nào? Em lưu ý nè, lưu ý em thấy cái điều kiện này không? Đó. Mặt 2 bắt đầu với K có nghĩa là K nằm mặt 2 rồi. Vậy thì bản nào nhất định ở mặt 1 em? Phải y không? Tại vì y nó nếu mà y mặt 2 nữa thì coi như là y với K cùng một mặt rồi đúng không? Nó vi phạm cái điều này rồi. Đấy, cho nên là chỗ này mình chọn phương án B ha. Chúng ta có hình dung không ạ? Rồi. Rồi các em xem tiếp nè, em xem tiếp nè. Câu 10. Nếu mặt 1 có đúng 3 bản nhạc và ô là bản đầu tiên thì trong các cặp sau đây thì cặp nào có thể là hai bản còn lại trên mặt 1? Bây giờ mình loại trừ thử ha, loại trừ ha. Loại trừ thì thấy là y ở đây nó có để phương án y và k nè. Vì rõ ràng là nếu như y và k như nó vị trí thế này thì rõ ràng y k cùng một mặt nó vi phạm điều này phải không? Cho nên chỗ này mình sẽ loại ra đi. Loại cái phương án này đi. Loại phương án B ra. Rồi, phương án A được không ạ? Chúng ta thấy phương án A được không? Nếu ô trước không? Tại vì cái nó bản mặt ở mặt 1 nó có đúng 3 bản nhạc nè. Mặt 1 có đúng 3 bản nhạc và ô là bản đầu tiên. Thấy không? Ở đây mặt 1 nè. Ô là bản đầu tiên. Nếu như mình chọn phương án A thì tới đây là tới H nè. Thấy không? Rồi tới Y. Vậy rõ ràng là H với Y nó có cùng nhau nhưng mà nó lại ngay cạnh nhau, nó vi phạm điều kiện này. Cho nên đây mình sẽ loại phương án A luôn. Thấy không? Đấy, mình loại phương án A rồi loại phương án B rồi. Đấy, như vậy thì mình còn phương án nào? C với D. C với D thì mình sẽ chọn cái nào? G trước H sau được không? G trước H sau được không em? À, ví dụ như mình chọn G trước H sau coi nó vi phạm gì không nha. G H coi nó có vi phạm gì không. Còn bốn bản kia thì mình cho là Y K nằm đây phải không? Y Y K M với gì đây? M H M M với gì? Còn gì? Y G hả? G rồi. Nếu nếu như mình chọn phương án C ha, thì G tới G rồi tới H này. Vậy thì nó vi phạm điều kiện gì em? Ai nói được?
ai nói được. À, nếu như mình chọn phương án C ha, nếu ở đây mình chọn phương án C nè, thầy nhắc lại, nếu như mình chọn phương án C thì cái mặt một á, nếu mình chọn phương án C ha, nếu mình chọn phương án C nè, thì cái mặt một nó là O và G và H, O G H như thế này, thấy không? Mặt một nó phải có O G H như thế này. Vậy thì vi phạm điều kiện gì em? Có vi phạm không? Ai trả lời H được? phải cùng mở này. H nó phải cùng mặt với M phải không? Cho nên là mình phải ship thêm M vô nữa. Vậy thì cái này nó sẽ là cái mặt một lúc này nó sẽ là bốn bảng rồi. Bốn bảng nó vi phạm cái giả thiết của cái câu này luôn rồi phải không? Đấy, cho nên là không đúng cái này luôn. Và do đó mình sẽ chọn gì đây? Chọn D. Được chưa? Đấy. À, chúng ta cứ phân tích từ từ vậy là được ha em. Đấy, không có gì khó hết. Rồi. Cứ từ từ rồi. Rồi bây giờ cái câu 11 nè. Trong cách sắp xếp sau, cách nào khả thi nhất? Cách nào khả thi nhất ha? Rồi bây giờ mình sẽ coi coi, mình sẽ xem coi cái mấy cái điều kiện trên đây nha, mình coi lại nha. Rồi, bây giờ cái phương án là mặt 1 MHKB. MHKB em lưu ý nè, MHKB nè. Mặt 1 nè. Đây này, chiếu nhỏ nhỏ là gì em thấy không em? Chiếu nhỏ nhỏ là gì các em thấy không? Thấy chữ không? Đó thì bây giờ mình xét cái phương án A trước nè, xét phương án A trước nè. Coi nó hợp lý theo mấy cái điều kiện này không nha. Vậy thì nếu như phương án A vậy thì mặt 1 có 4 bảng, mặt 2 có 3 bảng. Đúng chưa? Là nó sẽ thỏa cái điều kiện thứ thứ 6, thứ 7 này rồi nè. Đó. Và đồng thời là gì? K nằm ở vị trí cuối cùng phải không? Trên mặt mặt đĩa phải không? Vậy thì cái này nó thỏa điều kiện 1 luôn nè. Đó, rồi H với M nó cùng mặt và nó kế nhau luôn nè. Đúng chưa? Và K với Y không cùng mặt mặt. Đúng luôn. Và O với H là do nó không cùng nằm mặt nên nó không ngay cạnh nhau luôn. Đấy. Thì cái điều kiện OH này nó cũng thỏa luôn này ha. Và không thể bắt đầu mặt 1 với K, rõ ràng đúng luôn ha. Rồi, vậy thì câu 11 là phương án A này nó thỏa luôn rồi em ơi. Đấy. Rồi, để thầy coi coi. Ủa, em phải đánh câu chứ em mà câu 10C hả? Ủa 10C. 10C nãy thầy phân tích là không được rồi đó nghe em. 10C không được nha, thầy bảo. À, 11A có em nào có thắc mắc gì không ạ? À. Rồi câu 12. Rồi câu 12 ha, câu 11 gì thì mình phân tích, cứ khi mà nó cho cái sắp xếp coi mình sẽ kiểm tra các điều kiện coi nó hợp chưa. Nó phù hợp với điều kiện chưa, nó thỏa điều kiện chưa. Nếu mà thỏa thì mình sẽ chọn phương án đó em. Còn nếu mà không thỏa thì mình loại phương án đó. Rồi bây giờ câu 12 nè, câu 12 nó nói là nếu EZ là hai bảng duy nhất ở mặt 1. Thấy không? Vậy thì mặt 1 nó có mặt 1 nó có chỉ có hai bảng EZ thôi. EZ thôi. Vậy thì còn 5 bảng lại là HMOBK. À, HMOBK thì bây giờ cái này nó nằm ở mặt 2. Hỏi số cách nào khả thi. Cách nào khả thi? Thì như vậy thì nếu mà EZ nằm ở mặt 1 và K nằm ở mặt 2 thì nó sẽ thỏa cái điều kiện IK này, cái này thỏa rồi nè, thấy không? Đó. Rồi bây giờ mình coi phương án A coi, bây giờ mình đang xét cái phương án A coi ha. Bây giờ chúng ta cùng xét phương án A coi. Phương án A, B phải là bảng đầu tiên hoặc cuối cùng trên mặt đĩa. Cái này không có. Thấy không? Vì loại phương án A. Rồi cái này là B cuối cùng trên mặt đĩa nè. À, vị trí B cuối cùng mặt đĩa là đúng rồi nè, phải không? Rồi tiếp theo là gì? H phải đặt cùng mặt với M và ngay cạnh M, đúng luôn nè. Đúng chưa? Rồi. IK không thể cùng một mặt là đúng luôn rồi nè. Tại EZ là nằm mặt 1 rồi đúng không? Đấy, K mặt 2. Đó. Rồi. Mỗi mặt phải có ít nhất, không thể bắt đầu mặt 1 với K thì mà K đâu nằm mặt 1 rồi bắt đầu phải không? Vậy thì B thỏ. Vậy câu 12 mình chọn phương án B ha. Thầy ơi, Ơi. ô nhắc đến cạnh được Hả? Sao em?
O với H là nó không thể đứng cạnh. À đúng rồi đúng rồi đúng rồi, thầy quên cái điều này. Như này O H rồi đứng cạnh nhau nè, thôi rồi loại phương án B luôn, thầy cảm ơn em rất cảm ơn. Rồi rồi như vậy thì còn cái gì em, C phải không, C là O với H đâu đâu có đứng cạnh đúng không, M với H là đứng cạnh nhau nè, rồi B là vị trí đầu tiên hoặc cuối cùng là thỏ nè, thấy không, rồi vậy là phương án C đúng không em, phương án C, phương án C là chấp nhận hay không. À, phương án C là chấp nhận rồi. Đấy. Được chưa ạ? À? Phương án C là chúng ta chấp nhận chưa? À, 12C có bạn chọn 12C giống thầy à. Cảm ơn các em. Rồi, bây giờ câu 13 nha. À, nếu mặt 2 có đúng 4 bản nhạc và M là bản đầu tiên và K là bản cuối cùng thì câu nào sau đây nhất định phải đúng. Bây giờ mình kẻ ra ha, mình kẻ ra. Này, mặt hai là có đúng 4 bản nhạc và M là bản đầu tiên và K là bản cuối cùng. Đấy. Vậy thì nhưng mà theo điều kiện là H nó phải kế M đúng không em? Vậy thì H nằm đây nè, H nằm đây nè. Rồi còn một cái vị trí nữa là cái gì? À, mặt một là nó sẽ có 3 bản nhưng mà K nó nằm bên đây rồi, bắt buộc thằng Y nó nằm bên đây đúng không? Đấy. Vậy thì còn ha, còn 3 bảng nữa đó là cái gì đây, OB với gì, OBG hả. Rồi bây giờ mình coi coi câu nào sau đây nhất định phải đúng. H xuất hiện mặt một là không được rồi, tại vì H phải cùng mặt với M đúng chưa, vậy thì cái phương án này là loại nè. Y nó xuất hiện trên mặt hai cái này nó cũng loại luôn, tại vì Y nó không thể, nếu mặt hai nó cùng với K sao đúng chưa. Rồi G nó phải xuất hiện trên mặt hai, tại sao, cái này mình nghi vấn nè. Rồi B là bảng cuối cùng trên mặt một, rồi giữa hai cái này nghi vấn, rồi cái nào mình chọn cái nào. Bây giờ bên bà việc mặt hai nè, MH rồi em, mà y nằm đây rồi phải không, vậy thì y nó không thể nằm tiếp đây được, vậy thì còn còn lại hai bảng là O với gì, O với G, O và G thì em sẽ ship như cái này, hai cái này em sẽ ship cái nào vô chỗ này, Gì? O G B còn B nữa chứ ha, B nữa không, thì cái trong ba cái bảng B B OG này mình sẽ ship cái gì vô đây, G đúng không em, gì đúng không, tại sao không ship B được ạ, à? Có ai nào lý giải tại sao không ship B vô đây được, Ơi đứng đầu hoặc đứng cuối. à, phải đứng đứng đầu hoặc đứng cuối một mặt đúng không, vậy thì B không ship vô đây được, và O tại sao không ship vô đây được em, nếu mà O ship vô đây thì sao ạ, à? O với H đứng cạnh nhau đúng không, vậy thì chỗ này chỉ có gì thôi đúng chưa, gì thôi, vậy thì cái B với O phải nằm bên đây, B với O đây, B đứng đầu O đây. Đấy, thì vị trí gì hợp lý chưa? Đấy, vị trí thì hợp lý rồi không? Rồi. Đấy, vậy thì nếu như mặt hai có đúng bốn bản nhạc M đầu tiên và K cuối cùng thì G phải xuất hiện trên mặt hai là đúng rồi phải không? G là xuất hiện mặt hai là đúng rồi. Bắt buộc mà. Nó nói là câu này nhất định phải đúng. Nhất định là cái này đúng nè, còn cái này có thể đúng hoặc có thể sai em, tại vì B nó có thể là đầu tiên, chỗ này là B nó có thể đầu tiên trên cái mặt một ha, có thể đầu tiên có thể cuối cùng, nhưng mà ở đây để B cuối cùng thì chưa không nhất định phải đúng, thấy không, như vậy thì mình không chọn phương án D, mình thấy nó cũng đúng phải không, nhưng mà nó không nhất định đúng, còn câu C nó mới nhất định đúng, em hiểu chưa. Đấy thì câu qua câu 13 của mình là chọn phương án C đúng chưa. Rồi bây giờ mình tiếp tục ha. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Rồi câu câu 14. Nó hỏi là nếu OHB là trong số các bảng nằm nằm trên mặt 1 thì câu này nhất định phải đúng ha, nhất định phải đúng rồi ha. Bây giờ thì mặt 1 nè, mặt 1 nè. Thì nó có OHB. OHB. Nhưng mà nó không theo thứ tự này nghe em, nó không theo thứ tự này đâu.
nó phải thỏa mãn cái điều kiện nữa. Đấy, thì mặt hai nó sẽ là cái gì? Nếu OHB nằm trong số các bản nhạc ở mặt 1 thì câu nào sau đây nhất định phải đúng? Rồi bây giờ mình phân tích nè. Nó có H thì phải có M đúng không? Bên đây nó có H thì phải có M. Đúng chưa? Vậy thì ở đây là nó phải có gì? Bốn bảng rồi nè. OHB nằm ở mặt 1, cái gì thì rõ ràng là M nó cũng phải mặt 1, tại M nó phải cùng với H. À, như vậy thì ở đây nó có bốn và cái rồi phải không? Nhưng mà ở đây nếu mà nó chứa thêm nếu 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 mà nó chỉ có bốn bảng thôi thì cái IJK nó nằm ở đây. Vậy thì Y với K nó phải cùng mặt đúng không? Vậy thì bắt buộc là thằng Y với thằng A phải có thằng bên đây nữa. Bên mặt 1 nữa. Phải không? Bây giờ thầy nói lại nè. Bây giờ hiện giờ nó cho là OHB nằm ở trên mặt 1 rồi nè. Vậy thì mặt 1 hiện giờ là nó có chắc chắn là có ba bảng này là OHB này nè. Nhưng mà H với M nó phải cùng mặt đúng không? Vậy thì bắt buộc M nó phải nằm bên đây nữa. Vậy thì rõ ràng là mặt 1 phải có từ bốn bảng trở lên đúng không? Đấy. Nhưng mà ví dụ như mặt M có bốn bảng thôi thì cái thằng còn lại là thằng Y với thằng K nó phải nằm bên đây. Y với K nằm đây, vậy thì rõ ràng YK nằm cùng mặt. Là không đúng, đúng không? Vậy thì YK nó phải có một thằng nằm bên mặt 1 nữa. Thấy không? Vậy thì YK nó phải có một thằng bên mặt 1 nữa. Vậy thì mặt 1 nó phải có 5 bảng. Và mặt 2 nó có 2 bảng. Mặt 2 có 2 bảng thôi. Đúng không? Đấy, vậy thì bây giờ mình coi nè. Y xuất hiện ở mặt 1. Nó có thể đúng, có thể sai em, có thể K nằm ở mặt 1 cũng được phải không? Tại vì YK này phải có người ở mặt 1, người ở mặt 2. Nên vậy thì nó có thể là xuất hiện trên mặt 1. Vậy thì điều này chưa nhất định đúng, không nhất định đúng, phải không? Thì mặt 1 có đúng 5 bản nhạc là nhất định phải đúng. Đấy. À, rồi J là mà bản đầu tiên ở mặt 2 thì JK này có thể là J đầu tiên hoặc là J có thể nằm ở vị trí thứ hai cũng được. Rồi mặt 2 có đúng 3 bản nhạc này không đúng luôn. Cái này không đúng luôn nè. Còn cái Y này là có thể đúng, có thể sai, không? Tức là Y có thể nằm mặt 1 và Y cũng có thể nằm mặt 2, cho nên là câu A này không nhất định phải đúng. Thì chỉ có B thôi. Em hiểu chưa? Đấy, thì mình cứ phân tích ra từ từ là nó ra cái. Đấy. Rồi cái tới câu 15. Câu 15 nó nói là nếu mặt 1 chỉ có đúng 3 bản nhạc là EGB đúng không? EGB là mặt 1. Vậy thì còn lại là M H O O với gì? K là bốn bảng ở nằm ở mặt 2. À, nó nói là nếu mặt 1 chỉ có đúng 3 bảng EGB thôi. Và mặt 2 bắt đầu với M. À, thì điều này sau đây đúng. Bây giờ mặt 2 bắt đầu M mà M với H nó phải kế nhau đúng không? Vậy thì H nó phải nằm ở vị trí này. Nhưng mà nó nói là H với O không thể cùng nhau được. Thấy không? Cho nên là chỗ này là chỗ sau cái H là mình phải để cái thằng K mới được. Thấy không? Và cuối cùng O. Đấy. Giờ mình phân tích thử coi. À, nó nói câu nào cho đây nhất định phải đúng các em, nhất định phải đúng không? Thì bây giờ câu A nè, bảng thứ hai trên mặt 2 là K, sai. Cái này là sai luôn ha. Tại vì đầu tiên là M, mặt 2 bắt đầu với M. Mà kế M là phải là H. Đấy, cho nên mặt bảng thứ hai là K là sai nè. Còn phương án B là gì? Bảng thứ ba là H cũng sai luôn. Tại vì kế M phải là H, như là H số 2 chứ không phải số 3. Đấy. Rồi bảng cuối cùng trên mặt 2 là H cũng sai luôn. Rồi, vậy thì bảng cuối cùng trên mặt 2 là O là chắc đúng. Rồi D. Đấy, mình phương cứ phân tích như thế. Rồi, các em theo kịp chưa ạ? À, có chúng ta có cần trao đổi gì về các cái câu này không ạ? Ơi, có bạn chọn 15D nè. 13C vẫn có bạn chọn được nè ha. Rồi, thầy cảm ơn các em. Thì buổi học thứ năm của thầy với cái môn phân tích logic hay là tư duy logic đến đây xin tạm dừng ha các em. Vì có cái thắc mắc gì cứ trao đổi ở trên cái nhóm Facebook của mình đó em. Rồi, thầy xin chào tất cả các em. Chúc ngủ ngon.